Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng của ngày thứ năm tuần ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Chưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục được nghe giáo huấn của Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta mặc khải của Chúa Giêsu về bánh hằng sống. Ngài nói với chúng ta: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Cho nên cái việc mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu, được gia nhập đạo Công giáo, đón nhận đức tin, sống trong hội thánh là do Chúa Cha lôi kéo chúng ta, tức là do ơn trên ban cho chúng ta đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Chúng ta nhớ lại đoạn Chúa Giêsu đó nói với Thánh Phêrô khi Ngài tuyên tín. Chúa Giêsu hỏi: các con nói Thầy là ai? Thánh Phêrô nói: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: Phêrô, không phải tự sức con tự máu huyết mà con nói được điều đó đâu, nhưng do Cha Thầy đã ngự trên trời mà khải cho con đó. Cho nên việc chúng ta được nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Chúa Giêsu, đó là do ơn trên ban cho chúng ta, ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu, đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu con Ngài, để chúng ta đón nhận ơn cứu độ, nhận biết Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chắc chắn Chúa cũng ban ơn cho nhiều người lắm, chúng cũng lôi kéo nhiều người lắm, nhưng mà Chúa tôn trọng tự do của họ. Có thể có những người được cái ơn Chúa ban cho để mà Chúa mời gọi đến đón nhận đức tin, đón nhận ơn cứu độ, nhưng mà họ từ chối, họ muốn đi theo con đường riêng của họ. Và Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chúng ta nghe cái đoạn đầu, Chúa nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Tôi nghe cái câu này, tôi cảm tưởng như đây là một cái câu chuyện cổ tích. Cái câu chuyện cổ tích nó hay có những cái chi tiết như vậy. Bánh từ trời xuống, và ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Mới thoạt nghe thì nghĩ rằng ở đây chỉ là cái chuyện cổ tích. Bánh thì bánh phải làm ra từ ruộng đất chứ, làm sao mà bánh từ trời xuống được. Mà ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời là làm sao? Đâu có ai thoát khỏi cái chết đâu, mà sao Chúa lại nói ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời? Cho nên mới nghe cái đoạn đầu này, chúng ta có cảm tưởng như là một chuyện cổ tích. Nhưng mà cái câu sau xác thực, đây là cái câu xác thực, chuyện có thật chứ không phải là chuyện cổ tích. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chúa nói thật, cụ thể, rõ ràng. Chúa ban chính mình Chúa cho chúng ta. Và cái điều này thật là lạ lùng, cái câu này thật là lạ lùng. Làm sao một người có thể ban thịt mình cho chúng ta ăn được? Chính người Do Thái họ cũng
kinh ngạc về điều đó, ngỡ ngàng về điều đó. Cho nên chúng ta phải đón nhận cái lời này trong đức tin, kính thưa anh chị em. Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta, với quyền năng của Thiên Chúa, phép tắc vô cùng, Ngài có thể ban chính mình Ngài cho chúng ta, và Ngài có thể thực hiện điều đó. Chúng ta sẽ được nghe tiếp đoạn tin mừng của ngày mai, Ngài nói rõ hơn, sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích của niềm tin, chúng ta đón nhận trong đức tin. Nhiều anh chị em vấp ngã bởi cái bí tích này, không tin nổi. Chúng ta thấy như anh em tin lành đó, họ không tin. Có một lần họ còn nhỏ, vì tò mò, khi đi lễ ngày Chủ nhật về thì tôi đi ngang qua nhà thờ tin lành và thấy họ cũng đang cử hành cái nghi thức lời Chúa ngày Chủ nhật. Tôi vào, tôi tham dự. Rồi đến cái phần rước lễ thì họ có những miếng bánh mì nhỏ nhỏ ở trong cái khay á, rồi có những cái chén siro nhỏ nhỏ, mỗi người được mời nhận một miếng bánh mì rồi nhận cái chén siro màu đỏ đó uống. Họ nói đây không phải là thánh thể, đây không phải là mình máu Thánh Chúa, chúng tôi chỉ kỷ niệm cái nghi thức mà thôi, dùng một cái hình thức nào đó để mà kỷ niệm cái nghi thức mà thôi, chứ không phải là thánh thể. Họ không tin. Cho nên chúng ta thấy là cần phải có ơn của Chúa nâng đỡ chúng ta, xin ơn của Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta tin mầu nhiệm bí tích thánh thể, tin và đón nhận. Phải có ơn Chúa tác động trong tâm hồn chúng ta, trong lòng trí chúng ta, để chúng ta đón nhận mầu nhiệm thánh thể, rước Chúa vào lòng với tất cả niềm tin, với tất cả tình yêu. Kính thưa anh chị em, phi hành gia của cơ quan NASA của Mỹ tên là Michael Hopkins lớn lên trong một gia đình theo đạo tin lành, nhưng mà anh ta kết hôn với một phụ nữ công giáo. Họ có hai người con và được giáo dục và rửa tội theo đạo công giáo, nhưng anh vẫn còn đắn đo chưa muốn theo đạo. Rồi anh cảm thấy đời tôi dường như là thiếu sót một điều gì đó. Sau một thời gian cầu nguyện suy nghĩ, anh đã quyết định gia nhập đạo công giáo. Năm 2013, anh được NASA gửi lên 24 tuần lễ, làm việc 24 tuần lễ trên trạm không gian International Space Station, trạm không gian quốc tế. Và anh tự hỏi làm thế nào để có thể được rước Chúa trong thời gian ở trên không gian như thế đó, 24 tuần. Thế là anh xin phép với cha xứ, cha xứ James, giáo xứ St. Mary, Texas. Rồi cha xứ chuyển lời yêu cầu của anh lên Đức Tổng Giám mục địa phận Galveston, Houston. Thì anh được Ngài nhậm lời. Anh được đem theo 6 thánh thể bánh lớn đó. Mỗi thánh thể có thể chia làm 4 phần. Và như vậy là anh có thể rước lễ mỗi tuần một lần ở trên trạm không gian đó. Anh nói với Catholic News về phi vụ của anh trên không gian: những phi vụ đặc biệt này rất căng thẳng. Việc nhận biết là Chúa Giêsu luôn ở với tôi khi tôi bước ra cửa phi thuyền để đi vào không gian là việc rất quan trọng đối với tôi. Anh muốn có Chúa Giêsu ở với mình, nâng đỡ anh, để cho anh được bình an. Hình ảnh trái đất nhìn thấy từ trên không cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đức tin của anh. Anh nói, khi ngắm nhìn trái đất từ địa điểm thuận lợi trong không gian và khi thấy những phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời ấy, chúng ta không thể không ý thức rằng phải có một quyền năng cao vời đã sáng tạo ra cảnh tượng này. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời,
Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Xin mẹ Maria Thánh Cả Giuse giúp chúng ta lắng nghe lời của Chúa hôm nay, suy gẫm và đem ra thực hành. Giúp chúng ta có được đức tin mạnh mẽ sống động vào bí tích thánh thể để chúng ta đem hết lòng tin, hết lòng yêu mến, đón rước Chúa ngự trong phép thánh thể, đón rước Chúa ngự vào lòng chúng ta. Yêu mến Chúa, yêu mến thánh thể, yêu mến thánh lễ. Cố gắng đi tham dự thánh lễ mỗi ngày, hay là ít nhất những khi nào chúng ta có thể được, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, đi tham dự thánh lễ, rước Chúa để chúng ta được sức sống của Chúa, nuôi dưỡng chúng ta, nâng đỡ chúng ta, an ủi chúng ta, bổ sức và chữa lành cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho chúng ta niềm vui và sức sống phục sinh để chúng ta nên chứng nhận cho Chúa. Amen.